Vương Hạc Đệ hiện là một trong những ngôi sao Hoa ngữ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ truyền thông quốc tế. Bên cạnh sức hút về ngoại hình, nam diễn viên còn chinh phục đông đảo khán giả qua các vai diễn như anh chàng tổng tài thời Yến trong Dĩ Ái Vi Doanh, Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết hay anh chàng thủ lĩnh F4 Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng phiên bản chung. Trước khi bước chân vào giới giải trí, Vương Hạc Đệ từng là tiếp viên hàng không. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng tính cách hoạt bát, anh nhận được nhiều lời mời từ các công ty lớn của ngành giải trí. Năm 2017, Vương Hạc Đệ giành chiến thắng chung cuộc chương trình thực tế Super Idol. Khi ai nấy đều nghĩ rằng Vương Hạc Đệ sẽ phát triển theo hình ảnh một idol mạng, nào ngờ anh lại chọn theo đuổi con đường diễn xuất. Bởi vì là diễn viên tay ngang, nên Vương Hạc Đệ không tránh khỏi những tranh cãi về kỹ năng diễn xuất ở những bước đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, càng ngày Vương Hạc Đệ lại càng có sự nghiệp vững chắc với loạt vai diễn ấn tượng. Dưới đây là những bộ phim nổi bật nhất đã góp phần làm nên tên tuổi của Vương Hạc Đệ trong thời gian vừa qua. Vườn Sao Băng, năm 2018. Năm 2018 đánh dấu cột mốc Vương Hạc Đệ chính thức ra mắt công chúng với vai trò diễn viên. Anh đã vượt qua hơn 30.000 hồ sơ ứng tuyển để được lựa chọn vào vai Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng 2018. Là bộ phim làm lại từ phiên bản từng gây sốt màn ảnh châu Á, Vườn Sao Băng năm 2018 vẫn dựa trên cốt truyện cũ, xoay quanh mối tình oan gia ngõ hẹp giữa nam thần giàu có Đạo Minh Tự do Vương Hạc Đệ thủ vai và cô gái có xuất thân bình thường Đồng Sam Thái do Thẩm Nguyệt thủ vai. Sau bao khó khăn và rào cản, thủ lĩnh F4 thành công chinh phục trái tim người mình yêu. Ngay sau khi bộ phim phát sóng, cái tên Vương Hạc Đệ đã làm mưa làm gió trên khắp các trang mạng xã hội. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều về kỹ năng diễn xuất, song Vương Hạc Đệ vẫn thu hút người xem bởi khí chất tổng tài bá đạo cùng kiểu tóc quả dứa riêng biệt. Mặt khác, dưới góc nhìn khách quan, trong vai diễn đầu tay với một diễn viên chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, Vương Hạc Đệ đã phần nào thể hiện được hình ảnh một Đạo Minh Tự lạnh lùng, ngang tàng, xấu tính nhưng đôi khi ấm áp và dễ gần đến bất ngờ. Tương Dạ 2, năm 2020. Sau khi ra mắt vào năm 2018 với bộ phim Tân Vườn Sao Băng, Vương Hạc Đệ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất phim. Năm 2020, anh tiếp tục được giao cho vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Tương Dạ. Lần đầu thử sức với thể loại cổ trang, Vương Hạc Đệ đã làm siêu lòng bao trái tim thiếu nữ bởi tạo hình nam tính cuốn hút. Nam diễn viên sinh năm 1998 đã thể hiện tốt các phân cảnh võ thuật, sử dụng thuần thục các loại vũ khí như kiếm, cung, đùi, áo. So với nhân vật đầu tay, ninh khiết của Vương Hạc Đệ đa dạng cảm xúc và giúp anh bộc lộ khả năng diễn xuất ổn hơn. Tiếp nối phần 1, Tương Dạ 2 kể về hành trình đầy gian khổ về tình yêu và sự nghiệp của cặp đôi Ninh Khiết do Vương Hạc Đệ thủ vai và Tang Tang do Tống Y Nhân thủ vai. Nắm giữ sức mạnh vượt trội hơn người, cả hai được nhà vua tin tưởng, giao cho trọng trách phò tá quốc gia, bảo vệ người dân. Thế nhưng, Tang Tang lại bị thiên hạ truy sát vì nghi ngờ cô mang đến tai họa cho nhân loại. Để bảo vệ Tang Tang, hai người lưu lạc khắp nơi. Dù vậy, ngay khi đại chiến bùng nổ, Ninh Khiết và Tang Tang không màn nguy hiểm, quay về chiến đấu với quân lính. Cuộc sống lý trí, năm 2021. Sau hơn 2 năm tích lũy kinh nghiệm diễn xuất, Vương Hạc Đệ bắt đầu thử sức ở thể loại tình cảm, đô thị văn phòng. Vào năm 2021, ngôi sao trẻ đã cùng tiền bối Tần Lam mang đến câu chuyện tình cách biệt tuổi tác trên màn ảnh nhỏ Cuộc sống lý trí. Trong phim, Thẩm Nhược Hân, do Tần Lam thủ vai, là một người phụ nữ hiện đại, sống hết mình vì sự nghiệp. Ở độ tuổi 30, cô không quan tâm đến chuyện kết hôn mà chỉ dốc tâm đạt được vị trí cao trong công việc. Dù vậy, trên con đường thăng tiến, Nhược Hân gặp không ít khó khăn khi bị sếp và đồng nghiệp nam coi thường và quấy rối. Do đó, cô đã tuyển trợ lý nam là Kỳ Hiểu, do Vương Hạc Đệ thủ vai, để hỗ trợ mình. Sự xuất hiện của Kỳ Hiểu không chỉ giúp Nhược Hân tránh khỏi rắc rối, anh còn có thể sưởi ấm trái tim cô độc bấy lâu nay của cô. Đảm nhận vai nam chính Kỳ Hiểu, Vương Hạc Đệ mang đến cảm giác dễ chịu khi thể hiện chân thật cuộc sống của người trẻ dưới huồng quay tiền bạc, công việc và các mối quan hệ. Không còn là công tử tài phiệt, Kỳ Hiểu của Vương Hạc Đệ cũng có nỗi lo như bao người, tìm việc làm, tiền thuê nhà hàng tháng hay duy trì mối quan hệ với cấp trên. Dẫu vậy, nhân vật này vẫn toát lên năng lực tích cực, tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Ngoài việc thể hiện tốt hình ảnh nhân vật, Vương Hạc Đệ còn làm bao trái tim sao xuyến bởi hình mẫu chuẩn bạn trai lý tưởng. Phản ứng hóa học với đàn chị cách biệt 17 tuổi được đánh giá là vừa vặn, tự nhiên. Ngộ Long, năm 2021. Ngộ Long kể về hành trình theo đuổi tình yêu của Long Thần nghìn năm Ốt Trì Long Viêm do Vương Hạc Đệ thủ vai. Trong một lần bị thương, anh đã được nữ nhân phàm trần tên Lưu Huỳnh do Trúc Tự Đan thủ vai, cứu chữa và nuôi nấng. Vì để báo ân, Ốt Trì Long Viêm đã tự mình độ nàng qua 3 kiếp. Dù luôn âm thầm bảo vệ và che chở cho nàng từ kiếp nàng sang kiếp khác,
Lưu Huỳnh vẫn không biết đến sự tồn tại của Uất Trì Long Viêm. Cho đến kiếp thứ tư, Lưu Huỳnh mới nhận ra đối phương nhưng không nhớ gì về tình cảm anh đã dành cho cô. Đáng tiếc, dù có được đề tài cổ trang tiên hiệp ăn khách nhưng cách Ngộ Long triển khai cốt truyện lại có phần ngô nghê. Kịch bản không tốt khiến khán giả không có hứng thú với bộ phim là một phần, diễn xuất và tạo hình của dàn diễn viên chính lại càng nhận nhiều lời chê bai hơn. Không chỉ vậy, Vương Hạc Đệ vốn là một mỹ nam chưa bao giờ biết xấu, nhưng tạo hình của nhân vật Uất Trì Long Viêm đã dìm nhan sắc anh một cách thảm hại. Tuy nhiên, nếu nhìn ở chiều hướng tích cực thì vai diễn của Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long cũng là dấu ấn khó phai đối với khán giả. Từ việc nhìn nhận những hạn chế về diễn xuất và tạo hình trong bộ phim này, nam diễn viên đã có những sự thay đổi bất ngờ, thậm chí là bùng nổ trong phim cổ trang tiếp theo là Thương Lan Quyết. Thương Lan Quyết, năm 2022. Bộ phim Thương Lan Quyết xoay quanh câu chuyện tình nhiều trắc trở giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương do Vương Hạc Đệ thủ vai và thần nữ Tức Trạch chuyển kiếp thành Hoa Lan Nhỏ do Ngô Thư Hân thủ vai. Trong một lần tình cờ, Hoa Lan Nhỏ vô tình giải trừ phong ấn của Đông Phương Thanh Thương trong tháp Hạo Thiên, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ ngàn năm. Nhưng đồng thời, Đông Phương Thanh Thương cũng bị trúng chú đồng tâm, khiến cho mọi cảm nhận cả thể xác lẫn tâm hồn của Hoa Lan Nhỏ đều truyền đến hắn. Bất đắc dĩ, Đông Phương Thanh Thương đành phải đối xử tốt với Hoa Lan Nhỏ. Trải qua nhiều tháng ngày bên nhau, tên đại ma đầu dần bị cảm hóa bởi sự thiện lương của Hoa Lan Nhỏ. Lần gặp gỡ định mệnh của cả hai tại tháp Hạo Thiên đã mở ra câu chuyện tình ngọt ngào nhưng không cũng kém phần đau thương của cả hai. Nhờ sự thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ một lần nữa khẳng định được tên tuổi và năng lực của bản thân. Nam diễn viên đã thể hiện xuất sắc sự thay đổi trạng thái liên tục của nhân vật Đông Phương Thanh Thương, cũng như khí chất bá đạo, ngang tàng của một đại ma đầu có sức mạnh khiến tam giới khiếp sợ. Những phân cảnh hoán đổi thân phận giữa hai nhân vật chính được Vương Hạc Đệ thể hiện một cách sinh động, được xem là một điểm sáng của phim. Đồng thời, với tạo hình xuất sắc của Nguyệt Tôn Đông Phương Thanh Thương, Vương Hạc Đệ nhanh chóng lọt vào danh sách mỹ nam cổ trang sánh ngang với nhiều đàn anh khác ở Cbiz. Phù Đồ Duyên, năm 2023. Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang tiếp theo của Vương Hạc Đệ sau sự thành công của siêu phẩm Thương Lan Quyết. Trở lại trong dự án này, Vương Hạc Đệ sánh đôi cùng nữ diễn viên Trần Ngọc Kỳ. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu bị cấm đoán giữa Tiêu Đạc do Vương Hạc Đệ thủ vai, người nắm giữ quyền lực triều chính dưới danh phận trưởng ấn thái giám, với nàng tài nhân Bộ Âm Lâu do Trần Ngọc Kỳ thủ vai, người vốn phải tuẫn táng theo tiên đế. Sau nhiều sóng gió, Bộ Âm Lâu quyết định giả vờ điên, phóng hỏa tháp Phù Đồ, trốn khỏi Tử Cấm Thành và ở bên Tiêu Đạc trọn đời. Đảm nhận vai diễn Tiêu Đạc có tâm lý phức tạp, Vương Hạc Đệ gây thương nhớ với biểu cảm đa dạng, giàu cảm xúc. Những phân cảnh giằng xé và phát triển tâm lý của nhân vật được Vương Hạc Đệ thể hiện một cách trọn vẹn. Không cần thể hiện những lời thoại tình cảm gượng gạo, cặp đôi chính vẫn khiến khán giả chìm đắm trong sự ngọt ngào mỗi khi xuất hiện chung khung hình. Nhờ Phù Đồ Duyên, khán giả dần có cái nhìn tích cực hơn về những bộ phim của Vương Hạc Đệ. Hôm Nay Phải Cố Lên, năm 2023. Hôm Nay Phải Cố Lên là một trong số những bộ phim hiếm hoi của Vương Hạc Đệ vào vai phụ. Tuy vậy, vai diễn Bạch Mã Soái mà anh đảm nhận lại hút fan không kém gì cặp đôi chính. Bộ phim Hôm Nay Phải Cố Lên xoay quanh cuộc sống và công việc của các nhân viên phòng kế hoạch số 3 tại tập đoàn điện tử Cao Phát. Trước đây, phòng kế hoạch số 3 là nơi vẻ vang nhất của công ty, nhưng vì một vài lý do mà họ đã đánh mất vị thế quan trọng. Mọi chuyện dần thay đổi khi cậu con trai nhà giàu Bạch Mã Soái và cô trưởng phòng cá tính Phạm Tư Tư xuất hiện. Hai người đã thổi một làn gió mới cho phòng kế hoạch số 3, bên cạnh đó có những màn tương tác giờ khóc giờ cười với cô nàng phó phòng Lý Thiên Thiên. Trong phim Hôm Nay Phải Cố Lên, Vương Hạc Đệ đã có màn lột xác ấn tượng khi rũ bỏ hình tượng nam thần lạnh lùng để hóa thân thành cậu ấm Bạch Mã Soái ngây ngô và hài hước. Với kiểu tóc cây dừa độc nhất cùng nét diễn duyên dáng, Vương Hạc Đệ một lần nữa chinh phục khán giả bởi khả năng diễn xuất đa dạng. Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa, năm 2023. Năm 2023 được xem là năm hoạt động năng nổ của Vương Hạc Đệ khi anh có đến 4 bộ phim được lên sóng và Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa là một trong số đó. Bộ phim khai thác đề tài tuổi trẻ trong bối cảnh 3 trường đại học lớn của Trung Hoa là Thanh Hoa Bắc Kinh Nam Khai, tạm thời sáp nhập thành Đại học Liên kết Tây Nam Quốc gia. Khi chiến tranh Trung Nhật nổ ra vào năm 1937, những cô cậu sinh viên trẻ tuổi Trình Gia Thụ do Vương Hạc Đệ thủ vai, Lâm Hoa Quân do Châu Giã thủ vai, Diệp Nhuận Thanh do Hồ Liên Hinh thủ vai, Diệp Nhuận Danh do Diệp Tổ Tân thủ vai, Tất Văn Tiêu do Vương Vũ Tranh thủ vai đã bắt tay nhau thực hiện cuộc kháng chiến văn hóa. Họ trải qua bao gian khổ để cứu lấy người dân khỏi cuộc chiến tàn khốc, trở thành nhân tài kiệt xuất của đất nước. Là diễn viên phát triển theo hướng lưu lượng, Vương Hạc Đệ có phần không chắc tay khi lựa chọn kịch bản mang hướng chính kịch như Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa. Nam diễn viên hứng chịu không ít những tranh cãi về kỹ năng diễn xuất trong bộ phim này. Tuy vậy,
ngôi sao trẻ vẫn được đánh giá cao về tạo hình nam tính, phong trần, toát lên được đúng khí chất của một nhân vật có thiết lập chính trực, dương quang như Trình Gia Thụ. Dĩ Ái Vi Doanh năm 2023. Trong danh sách các bộ phim của Vương Hạc Đệ, Dĩ Ái Vi Doanh là tác phẩm ngôn tình hiện đại thứ hai mà anh góp mặt sau siêu phẩm Vườn Sao Băng lên sóng vào năm 2018. Trở lại lần này, anh nên duyên với đàn chị thân thiết là Bạch Lộc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào giữa tổng giám đốc trẻ tuổi thời Yến do Vương Hạc Đệ thủ vai và nàng phóng viên nổi tiếng Trịnh Thời Ý do Bạch Lộc thủ vai. Là cô gái xinh đẹp và thành công trong sự nghiệp, nhưng Thư Ý lại bị bạn trai cắm sừng, ngoại tình với người phụ nữ giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của út cô nàng Trà Xanh, được cho là tổng tài thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống giờ khóc giờ cười, Thư Ý đã chinh phục được trái tim của vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó là lúc cô nàng nhận ra mình đã cưa cẩm nhầm người. Thuộc dòng phim ngôn tình thần tượng quen thuộc, diễn xuất của Vương Hạc Đệ ở Dĩ Ái Vi Doanh dù không có quá nhiều sự đột phá so với các tác phẩm trước. Dẫu vậy, với lợi thế ngoại hình, Vương Hạc Đệ vẫn đạt được vị trí cao trên các bảng xếp hạng nhân vật. Tạo hình tổng tài thời Yến của nam diễn viên không chỉ khuấy đảo mạng xã hội xứ Trung mà còn xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế, đặc biệt tại Việt Nam và Thái Lan. Đại Phụng Đả Canh Nhân. Đại Phụng Đả Canh Nhân là phim cổ trang mới của Vương Hạc Đệ kết hợp cùng Điền Hi Vi, dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2024. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp. Nội dung phim Đại Phụng Đả Canh Nhân xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An do Vương Hạc Đệ thủ vai từ lúc 17 tuổi đến khi trưởng thành. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau anh chuyển sang làm kinh doanh. Nhưng Hứa Thất An lại không may trúng độc mà chết bất đắc kỳ tử và vô tình xuyên không về Vương Triều Đại Phụng, rồi trở thành bổ khoái của huyện Nha Hạt Trường Lạc Phủ Kinh Triệu và bắt đầu hành trình phiêu lưu khám phá những vụ án kỳ bí. Cuối cùng vận mệnh của Hứa Thất An sẽ như thế nào, về sau anh sẽ tiếp tục ở lại Đại Phụng hay trở về thế giới mình từng sống ban đầu? Câu chuyện sẽ hé lộ thông qua từng diễn biến hấp dẫn của mỗi tập phim. Bên cạnh đó, Hứa Thất An còn có mối lương duyên cùng nữ chính Lâm An do Điền Hi Vi thủ vai. Nàng là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ, vừa có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất hoạt bát, đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An. Hắc Dạ Cáo Bạch. Hắc Dạ Cáo Bạch hay Lời Thú Tội Trong Đêm là một bộ phim hành động phá án. Phim bắt đầu với câu chuyện xảy ra từ năm 1997. Khi đó, tiểu khu Nguyên Long chính là khu dân cư cao tầng đầu tiên được trang bị thang máy trong thành phố, nên thu hút nhiều người đổ xô đến đó ở. Tuy nhiên, tại đây liên tục xảy ra nhiều vụ án ly kỳ và nhanh chóng trở thành tòa nhà ma trong lời đồn của người dân. Hơn 20 năm sau, chính quyền thành phố muốn cải tạo lại tiểu khu Nguyên Long, biến tòa nhà ma ám sừng sững giữa lòng thành phố thành một nơi hiện đại hơn để phù hợp với khung cảnh xung quanh. Nhưng kỳ lạ thay, một loạt hiện tượng bí ẩn và những vụ án năm xưa lại một lần nữa lặp lại tại tiểu khu Nguyên Long, khiến người dân hoang mang lo lắng. Sau đó, cảnh sát của thành phố đã vào cuộc điều tra sự thật. Trong đó, cặp đôi cảnh sát hình sự Hà Viễn Hàng do Phan Việt Minh thủ vai và Nhiễm Phương Húc do Vương Hạc Đệ thủ vai chính là hai cái tên bị cuốn sâu nhất vào trong vụ án này. Từ những hình ảnh đầu tiên từ phim trường của Hắc Cáo Dạ Bạch được hé lộ, khán giả được thấy Vương Hạc Đệ trong một màu sắc hoàn toàn mới. Không còn là tổng tài mặc vest với tóc mái hơi dài, được chải chuốt vuốt keo cầu kỳ, mà là một chàng thanh niên trẻ với dáng vẻ đầy sức sống với kiểu tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, trang phục khỏe khắn. Những hình ảnh mới này hiện cũng đang được khán giả tích cực truyền tay nhau và Vương Hạc Đệ nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Trên đây là các bộ phim đã góp phần làm nên tên tuổi của Vương Hạc Đệ. Không thể phủ nhận, nhan sắc của Vương Hạc Đệ LUO được khen ngợi hết lời. Tuy nhiên, về phần diễn xuất, anh vẫn chưa thực sự quá xuất sắc. Nhiều khán giả nhận xét diễn xuất của Vương Hạc Đệ còn thiếu sót. Nhiều phân cảnh cần lột tả cảm xúc nội tâm chưa được anh thể hiện tốt. Dù vậy, Vương Hạc Đệ vẫn được khán giả châm chước vì kinh nghiệm diễn xuất chưa nhiều, hơn nữa nam diễn viên lại rất kính nghiệp và có tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp. Hy vọng trong tương lai anh sẽ đạt được thành công hơn trên con đường diễn xuất của mình.